Sự khởi phát của những ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng những ngày gần đây đang khiến cho các ngành chức năng và người dân thành phố Đà Nẵng thêm phần lo lắng, đặc biệt là tại quận Sơn Trà đang trở thành điểm nóng khi có số lượng ca nhiễm trong cộng đồng chiếm tỷ lệ cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan rộng. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và Giám đốc Công an thành phố, Công an 7 phường thuộc quận Sơn Trà đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn diễn biến lây lan của dịch bệnh. Phường Mân Thới, quận Sơn Trà, ngay khi vừa phát hiện ca bệnh dương tính có liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở phường An Hải Bắc, Công an phường đã khẩn trương phối hợp với ngành y tế thực hiện các biện pháp cách ly phong tỏa những hộ dân sinh sống xung quanh để tổ chức theo dõi, ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan trong khu vực. Công an phường cũng đã chỉ đạo và phân công các cán bộ chiến sĩ của công an phường chia làm 3 ca trực tại các điểm này trong 24/24. Qua kiểm tra thì nhiệm vụ chủ yếu là nhắc nhở những người trong khu cách ly không được ra khỏi nhà và cũng không được tiếp xúc với những người xung quanh. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công an các phường của quận Sơn Trà đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuần tra, kiểm soát, đặc biệt nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thường xuyên tập trung đông người, chú trọng việc quét QR code để kiểm soát lượng người ra vào. Cùng với đó, công an phường cũng tăng cường việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở để hướng dẫn khách đến cơ sở đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Cơ sở vẫn chấp hành tốt những điều kiện của văn bản thành phố đưa ra như là thực hiện 5K, quét mã QR code. Bên cạnh đó là các anh công an khu vực và các đoàn thể cũng có tới hướng dẫn và triển khai. Quận Sơn Trà hiện là địa phương có nguy cơ cao về tình hình dịch bệnh. Đi đôi với công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch, còn là việc tổ chức lại hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng. Công an các phường thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình để có biện pháp phối hợp với lực lượng liên quan kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời. Trên tổ dân phố thì cũng nhắc nhở bà con yên tâm, không có điều gì xảy ra. Và còn F0, F1 là thực hiện, bà con xung quanh là thực hiện cho người ta cách ly. Quận Sơn Trà sẽ tăng cấp độ phòng dịch đối với các địa phương có các chuỗi lây nhiễm phức tạp. Không chủ quan khi triển khai các biện pháp phòng dịch sẽ là giải pháp hữu hiệu để mỗi địa phương của quận Sơn Trà và lực lượng công an cơ sở cùng chung tay xây dựng lá chắn xanh, thích ứng an toàn với dịch bệnh.